tí. Tức là đứng đứng chung với đám rake to để đám rake nó còn chạy được đỡ chết. Thứ hai nữa là người vào ấy không được ấn nút A, à nhầm, quên, không được nút E nhá. Dù sống chết thế nào phải ngồi trên đường rake và ngồi ngay vào cái ngồi ngay đấy nhá. Rồi Kha đừng ngồi chỗ con ưu tiên cho em ơi, nhiệm vụ quan Rồi trọng em. rồi. Ok Rồi. nhá, ngồi ngồi yên đấy nhá. Nào hai ba đi thôi, em ba 30 giây, 30 giây khoảnh khắc quyết định hợp lý này. Quay chưa, thằng thằng ấy quay chưa? 10 người và 20 thứ. Anh Đâu em em? chuẩn bị lên đường đi đánh bốt 20 thú ấy. nhá. 10 người là Thời đúng khắc mà. Hành trình thời khắc đi lịch đi sử chết đấy. đi 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 chết chết wreck. 10 kẻ sống sót và 20 con thú. 10 người tối đa là 10 người và 20 thú thôi. Rồi chúng ta vào này, 1 giây cuối cùng phải lên thú luôn này. Lên thú luôn anh em nhá. Ôi nó rồi. bị lao một tí đấy, các bạn ngồi ngồi xuống ấn ấn e luôn, ấn thú luôn, ấn e thú luôn nhá. Chết Ôi rồi. ôi à. Ấn Lẫn e thú luôn rồi, lẫn đây, thú đây đây rồi. đây, thấy thấy 7 bông rồi, lên luôn nhá. Ôi ôi con khỉ, ôi ôi. Khỉ đâu? Con khủng bố đâu? Cứ bình tĩnh, lên lên thú đi, lên thú đi mọi người. Thằng 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 thú đi, lên thú chưa? Gầm đi, gầm đi, gầm đi, gầm đi, đúng rồi, gầm đi. Gầm nhiều vé mày, gầm gầm cái phòng vàng, phòng vàng hết đi, gầm hết đi, gầm hết đi, sao? Thông báo thôi ra. Nó sao rồi kìa, gầm đi, gầm đi. Quánh đi. Ok, anh đánh con này, anh đánh con này, anh đánh con nhá. Vào đây, vào đây, xuống này, xuống này. Công quân, công quân đấy. Con khốn nạn này, con rán con này. Chơi đi em ơi. Mấy con kiểm con này. Cắn đi, cắn đi, vào, vào, cắn đi, vào, cắn, cắn đi. Đi đằng sau lưng này, đằng sau lưng cũng có này. Vào đằng sau lưng vào đây, vào đằng sau lưng vào đây. Thì con xuống, đừng gần e nhá, đừng nghe anh em né tí nhá, đừng gần e nhá. Nào anh em cố gắng nhá. Anh vượt thôi. Đây rồi, đang cắn đây. Mẹ. Đi 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 đi, đi. Em đang bị lát rồi, em bị khỉ con nó đẩy ra sau rồi. Anh đi đéo đâu mày cứ dính con tao nhỉ. Xếp rồi em ơi. Chờ đợi sếp đúng lúc này, đang đánh boss từ từ thế đợi tí nữa sếp, mọi người bình tĩnh nhá, duy trì trận địa nhá. Kìa đó. Ra đằng sau lưng nó đang không có khỉ nhá, cứ lùi đằng sau lưng nó dần đi. Đằng kia đang bị đông rồi. Cứ bình tĩnh thôi. Kia này, sau lưng thông mát đó. Anh đang cắn okay, trước mặt ra luôn giây, đây này. Vào đây, có 5 giây, đánh này, đánh luôn này, đánh luôn này. Có 5 giây rồi. Anh đang cắn trước mặt ra đây này. Chơi đây anh em ơi. Anh đang đấm anh đấy. Tập trung nào. Mày đấm ngực này. Khỉ con kìa. Cắn này, cắn lưng này. Thằng heo mày đi ra, mày đứng cản đứng anh. Ê ơi, cắn đây, cắn đây, anh em cắn này, cắn tiếp tục vào. Ôi nó đẩy xa đấy, sắp thắng rồi, sắp thắng rồi, cố lên. Ăn rồi, ăn rồi. Sao? Đi gì, học được cái gì rồi, học được cái gì anh em. Sớm hôm nay học được cổ tết chưa? Xuống, 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 lấy đồ, xuống, 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 x